Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một cuộc thi nhận 1.000 đô la nha các bạn. Đây sự kiện này còn 28 ngày nữa sẽ công bố kết quả nha các bạn. Hiện giờ tham dự là 48.162 người tham gia. Rồi đầu tiên các bạn giải thưởng nha. Giải nhất là cho một cái bài dự thi hay nha các bạn. Giải hai là quay game đêm chọn ngẫu nhiên, là giải thưởng 500 đô la nha các bạn. Thì những phần thưởng nó sao nè. Nó tính là bằng random nè, nếu random là 50S bằng BTC nè, 50S bằng AIN DOT nè, Litecoin nè, DOT rồi nè, tính nè. Rồi đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn login vào thì nó sẽ login cho bạn Google luôn. Còn nếu mà các bạn nó không login cho bạn Google thì các bạn click vào phần register nè. Dưới đây nếu mà nó có chữ fitness last name thì các bạn đăng ký nha. Nè, email đâu. Các bạn đăng ký bằng mail hoặc này kia đó nha các bạn. Facebook rồi nè. Còn này mình đã vô login bằng mình Google luôn rồi nên mình không có ấy nha các bạn. Rồi các bạn làm nhiệm vụ đầu tiên follow theo word của nó nè, rồi làm mấy nhiệm vụ nữa các bạn dễ bẹt à. Sau khi làm xong nó tách chữ V, rồi các bạn bấm chữ unlock rồi xong nha các bạn. Bấm chữ unlock này là dưới đây là rồi, ok các bạn. Phan đây mình làm nhiệm vụ cái nhiệm vụ cho các bạn nha các bạn. Follow theo word là Telegram cho mau, join kênh Telegram của nó nè. Telegram nó mau các bạn, mấy kia mình làm mà. Rồi các bạn join vào cái các bạn. Đây người nước ngoài chơi không nè. Vì cái phần link này mình để video không được các bạn, mình để phần link dưới link Telegram các bạn. Nếu mình để lên bút mình cộng đồng một vài cộng đồng nữa giờ. Rồi nên các bạn, sau khi các bạn làm xong thì nó thích dấu về nha các bạn. Rồi vậy video này mình cũng kết thúc nha các bạn. Thì cái này rất là dễ các bạn ơi. Rồi vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.